Du Danh xin kính chào tất cả các bạn thân mến của Du Danh. Thì hôm nay Du Danh cũng trở lại với chương trình video. Trước tiên Du Danh xin cảm ơn tất cả các bạn đã ủng hộ Du Danh qua nhiều cái video vừa qua, cũng như những lời comment của các bạn dành cho Du Danh. Một lần nữa Du Danh thành thật cảm ơn tất cả các bạn nhiều, thật nhiều, kính thưa các bạn. Thì hôm nay Du Danh cũng có một cái tâm tình chia sẻ cùng với tất cả các bạn thân thương của Du Danh qua tình hình đất nước và tình hình thế giới hôm nay như sau. Thì trước khi đi vào chương trình, Du Danh cũng xin giới thiệu với tất cả các bạn thân thương của Du Danh. Du Danh đang đứng trong khung cảnh quen thuộc, kính thưa bạn. Thời tiết hôm nay ở bên ngoài không được đẹp mấy, các bạn nhìn thấy bầu trời rất là u ám, cũng có những cơn mưa lít rít, kính thưa bạn, bước vào mùa thu. Vì vậy Du Danh chọn nơi đây chia sẻ cùng với tất cả các bạn thân thương của Du Danh. Du Danh xin cầu chúc đến tất cả các bạn một ngày cuối tuần vui vẻ, bình an bên người thân của chúng ta. Nói đến tin tức về tình hình chiến sự ở tại Ukraine diễn biến 24 giờ, kính thưa bạn, thì phải nói chiến sự đang sôi động khốc liệt. Hiện nay mà lực lượng quân đội Ukraine đã đạt được nhiều thành công, đặc biệt nhất đó là ở miền đông Ukraine. Theo lời Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine, bà Melia, bà đã cho biết, bà nói hôm nay, chúng tôi đã kiểm soát hoàn toàn ở 3 thị trấn, đặc biệt nhất đó là Adrinka, và tuyến đường huyết mạch đi thẳng đến ở tỉnh Donetsk. Chúng tôi đã chiếm lấy hoàn toàn khu vực này. Vào ngày trước, Du Danh có thưa cùng với tất cả các bạn nói là Nga đã tìm bằng một cách chọc thủng tuyến phòng thủ của lực lượng quân đội Ukraine và đánh sôi nổi trận địa mà Nga tiến sâu vào ở bên trong 1 km. Hôm nay lực lượng quân đội Ukraine đã đẩy lùi quân của Nga và tháo chạy rời khỏi ở Adrinka, rút quân về ở Donetsk. Vì vậy chiến sự này là lực lượng quân đội Ukraine đã giành được ba thị trấn, kính thưa bạn, từ Adrinka, Aditka và Kamiritka. Ba thị trấn này dù rằng nó không lớn nhưng trong diện tích khoảng 15 đến 20 cây số vuông. Vì vậy lực lượng quân đội Ukraine đã kiểm soát hoàn toàn khu vực này. Thì bây giờ tức là lực lượng quân đội Ukraine đang chuẩn bị phản công tiến thẳng vào ở tỉnh Donetsk, giữa Adrinka và hai thị trấn cận kề, thì cách tỉnh Donetsk chỉ có 8 cây số. Tức là lực lượng quân đội Ukraine sẽ tiếp vào tuyến phòng thủ dày đặc và nhiều khó khăn ở Donetsk. Ở trong tỉnh Donetsk này, khi lực lượng quân đội Ukraine đã phản công và tìm bằng mọi cách để chọc thủng tuyến phòng thủ. Nói đến lực lượng quân đội Ukraine hiện tại, bây giờ thì nhiều binh sĩ của lực lượng quân đội Ukraine rất là hào hứng, rất là vui vẻ khi đạt được thành công ở tuyến đường huyết mạch đi thẳng vào ở tỉnh Donetsk. Muốn chiếm được Donetsk, bắt buộc phải dọn dẹp sạch sẽ ở ba thị trấn này. Ba thị trấn này hôm nay đã bị lực lượng quân đội Ukraine đã hoàn toàn kiểm soát, cũng như giờ phải gỡ mìn để cho xe tăng và quân đội của Ukraine tiến lên. Vì vậy là bước đầu tiên lực lượng quân đội Ukraine đã đạt được thành công chọc thủng ở tuyến phòng thủ Adrinka quyết liệt này đã được hoàn tất. Đó là theo lời của Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine, bà Melia, bà đã tuyên bố, cũng như bà không cho chi tiết thêm về sự thiệt hại của quân Nga bao nhiêu ở trận chiến này. Riêng về tình hình ở tại mặt trận Bakhmut thì lực lượng quân đội Ukraine là đã đạt được nhiều thành công hơn, kính thưa bạn, đánh tiếp tục và tiếp cận cùng với quân của Nga ở thành phố Bakhmut. Adrinka đã bị mất thì quân của Nga bắt buộc phải lùi binh ở mặt trận Bakhmut, vì nếu như không lùi binh không còn đường để bỏ chạy, kính thưa bạn. Đó là tin tức đặc biệt về miền đông Ukraine. Hiện nay ở mặt trận Bakhmut thì Ukraine hàng ngày chiếm được từ một cây số rưỡi, và hiện tại thì dấu hiệu cho thấy Nga sẽ rút quân khỏi Bakhmut trong vài ngày tới. Đó là tin tức theo lời Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine đã tuyên bố. Riêng về tình hình mặt trận ở Zaporizhia, Kherson cũng như Melitopol thì cũng không thua kém, trận chiến đang khốc liệt, đang diễn biến hàng ngày. Ở Zaporizhia, lực lượng quân đội Ukraine kiểm soát hàng ngày như vậy, từ 1 cây số đến 1 cây số rưỡi, dù rằng ít nhưng nó thành công. Nguyên nhân như thế nào? Mỗi khi lực lượng quân đội Ukraine đã
tiến sâu vào ở bên trong chọc thủng tuyến phòng thủ của Nga. Tức là lực lượng quân đội Ukraine không cần phải đào giao thông hào mà có sẵn tuyến phòng thủ. Nhờ vào nơi đây đỡ mất thời gian, đỡ mất mệt mỏi cho lực lượng quân đội Ukraine mà chỉ có là nhiệm vụ để gỡ mìn và kiểm soát tất cả khu vực nơi đây và dọn dẹp sạch sẽ. Đó là theo những gì mà tin tức từ ở thành phố Zaporizhia đã thông báo cho biết. Và hiện nay lực lượng quân đội Ukraine đã chia ra nhiều mặt trận ở Zaporizhia, một hướng đánh thẳng vào nhà máy hạt nhân, một hướng đánh thẳng vào sát ở các quận gian đô của tỉnh Zaporizhia. Tỉnh Zaporizhia rất rộng lớn, vì vậy muốn chiếm được Zaporizhia đã mất một thời gian dài, theo tin tức mà quân đội của miền Nam Ukraine đã cho biết. Còn riêng về tình hình tỉnh Kherson, hiện nay thì với lực lượng quân đội Ukraine đã chiếm được con sông Ngàn Dnipro lên tới 15 km và tiếp tục phản công đánh sâu hơn vào ở bên trong. Điều đặc biệt trọng tâm hôm nay đó là ở Melitopol, chiếm được Melitopol, cô lập luôn cả tỉnh Mariupol, kính thưa bạn. Vì vậy lực lượng quân đội Ukraine làm cho quân của Nga trở tay không kịp. Hầu như nơi nào cũng vậy, Nga không còn đường chi viện, cũng như không có nơi nào để chi viện, nơi nào cũng bị lực lượng quân đội Ukraine đánh và chọc thủng tuyến phòng thủ. Dù rằng nó có khó khăn, nhưng khi đã đạt được thành công, tức là lực lượng quân đội Ukraine sẽ chiếm lấy được thành phố Melitopol, là chiếm lấy được ở cây cầu đảo Khima. Theo tin tức về tình hình chiến sự giữa miền Đông và miền Nam Ukraine hôm nay đã thông báo, riêng về giới chức quốc phòng của Ukraine với an ninh cũng đã thông báo cho biết nói sự thiệt hại của Nga ở tại đảo Khima vào ngày hôm qua và những ngày về trước, kính thưa các bạn. Kể như từ ngày 10 cho đến nay thì Nga thiệt hại ở đảo Khima tính tổng số là 2 tàu chiến mới nhất và cộng thêm 2 tàu đổ bộ và 1 tàu ngầm ở công xưởng ở đảo Khima bị phá hủy hoàn toàn về ở đảo Khima, mà lực lượng quân đội Ukraine sử dụng bằng máy bay không người lái chiến thuật của Ukraine đã đánh bại quân Nga. Nói đến dạng hệ thống rong lửa của Nga S-400 trở thành câm và điếc, không thể đáp trả được, không thể bắn được, bị quân đội Ukraine phá hủy từ S-400, S-300 và nhiều hệ thống lá chắn gắn ở trên gầm xe tải 8 bánh cũng như luôn cả trên gầm xe T-72, kính thưa bạn, bị phá hủy hoàn toàn ở đảo Khima. Thì tin tức hiện nay ở đảo Khima, theo nguồn tin tức từ chính quyền của đảo Khima đã thông báo cho biết là bắt đầu bán những tài sản của Ukraine, đặc biệt nhất là theo lời của giới chức của Nga ở đảo Khima đã lên tiếng cho biết là trong đó có tài sản của Tổng thống Zelensky, những căn biệt thự và những nhà cửa dân dân lên tổng số tới là 8.4 triệu đô la mà Nga đã công bố rao bán. Thì cha không biết cha nào có điên hay không, kính thưa các bạn. Giữa lúc chiến sự đang bùng nổ này và những tòa nhà này ai mua? Mua rồi cũng là làm mồi cho vũ khí sẽ phá hoại hoàn toàn ở những khu vực ở đảo Khima này tương lai sắp tới. Vì vậy Nga rao bán, nhưng Duy Anh nghĩ rằng chỉ có mấy điên mới mua thôi, kính thưa các bạn. Thế còn những người mà tỉnh táo, còn biết ăn, còn biết nói, còn biết giữ tiền thì không bao giờ mua những căn nhà mà cuộc chiến tranh đang diễn ra. Vì vậy nói việc Nga đang rao bán đó là một cái hình thức về mặt chính trị, cũng như cho biết đây là tài sản của Ukraine, Nga đã tịch thu, bây giờ rao bán, và đảo Khima vẫn là còn của Nga. Nhưng tin tức này hầu như Ukraine không có đặt trọng tâm, mà trọng tâm của quân đội Ukraine tức là phải chiếm lấy đảo Khima trong thời gian sắp tới. Tình hình hiện tại đất nước Nga đang rơi vào ở trong giai đoạn phải nói là tồi tệ chưa từng có, như những gì Duy Anh có thưa cùng với tất cả các bạn những video vừa qua. Vì vậy là Nga phải tìm cách để tìm nguồn lực tài chính để cung cấp cho chiến trường, đặc biệt nhất là ngành vũ khí. Nga cũng không thể đủ sức ba đầu sáu tay để tiếp tục thời gian kéo dài, dù rằng Nga đã tuyên bố là Nga sản xuất trong một năm có thể là hơn cả phương Tây và Hoa Kỳ sản xuất
trong một năm về vũ khí là vượt trội lên tới gấp 7 lần. Nga không cần vũ khí nước ngoài, nhưng mà đó miệng của giới chính quyền Nga, đặc biệt nhất là Putin, hay lời của ông Peskov đã lên tiếng. Nhưng ở bên trong của nó, theo chiến sự từ miền Đông và cả miền Nam Ukraine cho biết, hiện tại ngay bây giờ, nói đến việc Nga ngoài việc tấn công máy bay không người lái và tên lửa vào lãnh thổ của đất nước Ukraine, đó là con số hạn hẹp, con số không đáng kể so với thời gian trước kia, đặc biệt nhất là giới máy bay không người lái rẻ tiền do Iran sản xuất. Vì vậy là Ukraine bị thiệt hại về hạ tầng cơ sở, nhưng cũng bị phá hủy hoàn toàn. Con số lên tới là 8.000 chiếc kể từ đầu cuộc chiến cho đến nay mà Nga đã mua máy bay không người lái của Iran. Thì lên tới 8.000 chiếc, và còn lại nói đến tên lửa cũng bị phá hủy hàng loạt. Vì vậy, chiến sự ngày hôm nay mỗi lúc mỗi thay đổi ở chiến trường Ukraine mà có thể dẫn đến một cuộc chiến lan rộng theo các báo chí bình luận. Thì chúng ta nhìn thấy ngay bây giờ, nói đến tình hình ở Biển Đen, bị lực lượng quân đội Ukraine kiểm soát vùng biển, nói đến tàu chiến của Nga bây giờ không dám lãng vãng giống như trước kia. Luôn cả những giàn khoan lực lượng quân đội Ukraine vẫn đang kiểm soát đến 3 giàn khoan, và có thể kéo những giàn khoan này trở về đất liền. Theo nguồn tin tức lực lượng quân đội Ukraine đã công bố, thì kế hoạch này có hay không, chúng ta hãy chờ những ngày sắp tới. Nhưng trước mắt chúng ta đang thấy là quân của Nga đang thiệt hại ở cách đáng kể từ miền Nam lẫn cả miền Đông Ukraine, mà Nga chỉ phòng thủ và bỏ chạy, không thể nào để tiếp tục ở cuộc chiến này. Theo tin tức và từ Ukraine đã thông báo, kính thưa bạn, đó là tin tức về chiến sự ở miền Nam Ukraine. Riêng về Tổng thống Zelensky, ông viết ở trên Telegram hàng đêm, ông rất cảm ơn với binh sĩ của ông, và đặc biệt nhất là tiểu đoàn 63. Lữ đoàn 63 này đã chọc thủng tuyến phòng thủ ở Arinka và chiếm lấy hoàn toàn. Ông rất cảm ơn những người chiến sĩ, những người yêu nước đã đứng lên để bảo vệ, giành lại lãnh thổ đất nước Ukraine. Ông viết ở trên báo Telegram hàng đêm với lời của Tổng thống Zelensky. Ông ca ngợi binh sĩ của ông và luôn cả người dân của Ukraine một lòng quyết tâm để bảo vệ lãnh thổ đất nước Ukraine. Và ông tin tưởng rằng cuộc chiến này, lực lượng quân đội Ukraine sẽ đạt thành công và giải phóng hoàn toàn đất nước của Ukraine. Đó là qua lời viết của Tổng thống Zelensky, ông viết ở trên Telegram, kính thưa bạn. Thì chúng ta cũng quay trở lại tin tức ở tại Nga. Diễn biến tin tức của Nga thì nhiều tin đang sôi động hôm nay. Nhiều tin tức phải nói là long trời lở đất với đất nước Nga. Đặc biệt nhất là Du Dân muốn thưa cùng với tất cả các bạn, nói đến ngày hôm nay thì ba phi trường lớn của Nga ở Moscow đã đóng cửa hàng loạt. Và có máy bay không người lái tự sát hay không, chuyện này thì Nga không thông báo, nhưng đã đình quản chuyến bay lên tới 30 lần. Và đến 4 giờ sau, máy bay bắt đầu mới cất cánh ở Moscow. Và nhiều phi trường khác cũng bị đóng cửa ở thời hạn kéo dài từ 3 tới 4 giờ đồng hồ. Điều đặc biệt thêm đó là ở tại thành phố Saint Petersburg đã xảy ra một vụ cháy ở trung tâm thương mại, kính thưa bạn, nơi trung tâm thương mại có cả nhà hàng ăn ở trên đây cháy tiêu rụi lên tới 1.000 mét vuông, 1.000 mét vuông giống như một cây số, kính thưa bạn. Thì nội đội cứu hỏa không lên tới 40 xe và trên dưới gần 100 người, nhưng cuối cùng cũng bị cháy rụi ở trung tâm thương mại này. Thì vụ hỏa hoạn này, phía Nga đã cho biết là không xảy ra thiệt hại về mạng người cũng như bị phỏng, bị thương dân dân, nhưng thiệt hại đáng kể đó là ở thành phố Saint Petersburg. Đó là phía Nga đã mới công bố cho biết. Và một tin tức thứ hai nói đến hiện nay là thủ lãnh Chechnya, ông đang nguy kịch và bị hôn mê với căn bệnh trầm trọng của ông đang tái phát trở lại là bệnh thận. Bệnh thận cần phải có sự đổi thận như thế nào đó, nhưng không biết nguyên nhân nào ông vẫn tiếp tục trong tình trạng nguy kịch này. Theo tình báo Hoa Kỳ đã cho biết là thủ lãnh Chechnya đang ở trong cơn hôn mê và khó có thể vượt qua cái số phận của ông
đó là nói về thủ lãnh Chechnya, kính thưa bạn. Còn riêng về Putin, thì Putin ông phát biểu hôm nay cho biết là ông không cần đến quân tình nguyện nữa, mà là với tất cả quân đội của Nga và những quân Wagner đã ký thỏa thuận hợp đồng cùng với quân Nga, và quân số hiện tại là cái số quân tình nguyện, kính thưa bạn, lời của Putin tuyên bố lên tới là 550.000 quân, là một trong con số khổng lồ. Vì vậy ông không cần quân tình nguyện nữa, mà đã có quân thay thế để chết thế cho Putin. Thì ông bác bỏ với lời nói của các báo chí là Putin bắt nghĩa vụ quân sự. Ông bác bỏ điều kiện đó. Ông nói đây là số quân tình nguyện, kính thưa bạn. Thì chả muốn nói gì sẽ nói, nhưng mà lực nghĩa vụ quân sự ở đất nước Nga bây giờ nó khắc nghiệt. Hãy nói là một cách khủng khiếp chưa từng thấy. Người nào không thi hành nghĩa vụ quân sự thì bắt phạt tù từ tiền và lẫn cả tù tội lên tới 18, 20 năm, vân vân. Chứ không phải là nói là 1, 2 năm đâu, kính thưa bạn. Và số quân đầu ngũ của Nga hàng ngày tính trung bình khoảng 50 người, với những người bị bắt thi hành nghĩa vụ quân sự. Thì tòa án của Nga mới vừa kết án một thanh niên đã đào ngũ lên tới 16 năm tù, là một trong con số khổng lồ. Tại sao Nga phải bắt những người này và kết án tù nặng như thế này? Đây là dọa khỉ để giết gà, kính thưa bạn. Trăm họ phải lo sợ, nếu như đào ngũ thì án tù từ mười mấy năm cho đến 20 năm, hết cả một cuộc đời thanh niên của người ta, bắt buộc là phải cầm súng thay thế cho Putin để đưa ra chiến trường cho quân đội Ukraine nướng. Vì vậy là người đào ngũ cũng như người chạy thoát ra được ở châu Âu các nước càng lúc càng nhiều, nói về chiến sự ở Ukraine, mà Putin cho rằng không cần đến quân Wagner, không cần đến quân tình nguyện nữa. Vì vừa qua Putin đã xanh mặt mày muốn tè trong quần luôn, bị một cuộc binh biến vừa do ông chủ Wagner, ông Yugin, ông đã tạo ra cuộc binh biến đó. Putin phải nói là hoảng hốt và bắt buộc phải nhờ đến Tổng thống Lukashenko Belarus để hòa giải, và sau cùng đó là thanh toán ông chủ Wagner, ông Yugin một cách gọn gàng và không ai biết, kính thưa bạn, đổ lỗi cho tai nạn máy bay xong phim. Vì vậy Putin bây giờ mới tuyên bố là không có quân đánh thuê ở đất nước Nga, không cần nữa, vì cần gì bị lần sợ xanh mặt luôn, ở rằng là đừng đi nước mặn cho hà ăn chân, có đâu dám tới lần thứ hai nói đến việc Putin, kính thưa bạn. Putin cũng lên tiếng nói đến việc về đàm phán, đặc biệt nhất với lời của ông Lagos, bộ trưởng Bộ Ngoại giao của Nga hôm nay trong cuộc họp bàn tròn bàn luận về tình hình chiến sự ở Ukraine, thì có sự tham gia của Lagos ở tại đất nước Nga. Qua các báo chí hỏi ông Lagos về vấn đề cuộc đàm phán, ông Lagos trả lời như sau, kính thưa bạn. Ông nói việc đất nước Nga lúc nào cũng muốn đàm phán, nhưng đáng tiếc một điều là Tổng thống Zelensky ông không chịu đàm phán. Nghĩa rằng là phương Tây, Hoa Kỳ và lẫn cả NATO không cho phép Tổng thống Zelensky ngồi lại cuộc đàm phán. Vì vậy chúng tôi lúc nào cũng muốn đàm phán và có kế hoạch cả đôi bên được giãn toan, nhưng Ukraine không đàm phán, chúng tôi đành phải tiếp tục cuộc chiến này. Nói đến việc đàm phán, với lời lẽ từ Putin lẫn cả ông phát ngôn nhân của Nga Điện Kremlin, ông Peskov và Dmitry Medvedev, luôn cả ông Lagos, họ là kẻ xâm lăng. Tại sao họ không rút quân mà bắt buộc Ukraine phải ngồi vào cuộc đàm phán? Và lôi kéo cuộc đàm phán này là sự bắt buộc Tổng thống Zelensky ông phải ký kết giao 4 tỉnh lỵ cho đất nước Nga để đổi lấy một cuộc hòa bình. Một cuộc hòa bình mà Nga trắng trợn xâm lăng vào lãnh thổ của đất nước Ukraine là kẻ ăn cướp, kính thưa bạn. Tổng thống Zelensky ông quyết tâm một lòng là không bao giờ nhượng bộ, nói đến việc đàm phán để nhượng đất cho Nga. Dù rằng còn một binh một chốt,
ông cũng chiến đấu đến cùng. Vì vậy là Nga đang kéo Cù Nhi. Nga không muốn mất mặt, muốn thua, muốn bại trận, bắt buộc phải nêu ra nhiều vấn đề đàm phán, đổ lỗi cho Hoa Kỳ, đổ lỗi cho NATO và đổ lỗi cho Tổng thống Zelensky là Bù Nhìn hiện nay đang bị phương Tây và Hoa Kỳ giật dây, không cho ông đàm phán. Nhưng với lời của Tổng thống Zelensky, ông đã nêu rõ, ông nói tôi không bao giờ đàm phán để chấm dứt cuộc chiến tranh này. Khi Nga xâm lăng vào lãnh thổ của đất nước chúng tôi, Nga muốn rút quân, hãy tự động rút quân, còn nếu không, chúng tôi tiêu diệt hoàn toàn quân của Nga ở đất nước Ukraine, qua lời của Tổng thống Zelensky, ông phát biểu. Vì vậy, Nga sợ mất mặt và kéo tới kéo lui Cù Nhi, làm cho người dân của Nga và lẫn cả Ukraine, cứ binh sĩ lại chết nhiều hơn nữa. Tội ác này là do Putin đã gây ra. Riêng về Tổng thống Lukashenko, đột nhiên ông bỏ chạy đến cầu viện vào Putin qua lệnh trừng phạt của Liên minh NATO và lẫn cả Hoa Kỳ, về lệnh trừng phạt kinh tế và nhiều mặt khác. Thì ông Lukashenko đến than thở với Putin, nói chết em rồi anh ơi, trận này coi như em xong phim rồi, đất nước của em xem như bình địa và cuộc nội chiến có thể bùng nổ ra khi kinh tế không còn nữa, và từ châu Âu lẫn cả Hoa Kỳ bắt đầu ra lệnh trừng phạt về kinh tế. Em bây giờ không còn đường nào hết, anh hãy cứu em. Putin nói, tao bây giờ tao lo thân tao chưa xong, lấy đâu tao cứu mày. Kính thưa bạn, nói đến việc Putin cũng vui mà cũng mắc cười. Thì Lukashenko đang tìm dây cánh, đó là thế lực đồng minh từ Bắc Triều Tiên. Cả Putin cũng đang tìm đến Bắc Triều Tiên. Kim Jong Un hôm nay đột nhiên lại từ ở dưới cá, cái thấp nhất hiện nay, Kim Jong Un nay trở thành là một hoàng tử đang nổi mặt với Putin. Putin dẫn dắt đi thăm khắp nơi, kính thưa bạn, từ cơ sở hạt nhân, ở cơ sở vũ trụ lên tới những nhà máy sản xuất máy bay ở đủ loại. Nhưng đáng tiếc với máy bay của Nga bây giờ, từ Su-57 xem như đắp chiếu, không thể sản xuất được, và Su-34, Su-35 thì nó cũng không có được vượt trội những gì mà quân đội của Ukraine cũng đã từng bắn hạ. Vì vậy, nói đến Su-34, Su-35 của Nga không phải là đồ tốt. Còn lại những cái vỏ từ Tu-22 và cho đến Tu-160 với máy bay ném bom chiến lược tầm xa này, tất cả những cái vỏ này đều là của Ukraine. Kính thưa bạn, Nga dơ dét gom góp của Ukraine mang về lắp ráp động cơ và chế biến mới để tạo thành một sức mạnh máy bay ném bom của Nga, nhưng bị lực lượng quân đội Ukraine nói đến phá hủy Tu-95 và Tu-22 hàng loạt ở các sân bay ở xa cách nước Nga lên tới 800 km, kính thưa bạn, cũng bị phá hủy hoàn toàn. Trước sự thiệt hại này, Nga rất là đau đớn, tìm bằng mọi cách để vực dậy lòng tin quân đội của Nga. Nhưng quân của Nga thì phải nói là bây giờ nó thật sự là quân hèn nhát, bỏ chạy và không dám đương đầu với cuộc chiến này, vì một cuộc chiến vô nghĩa. Kính thưa bạn, một kẻ xâm lăng thì hoàn toàn không có được cái kết chiến thắng. Và tình hình hiện nay, khi Putin bắt tay cùng với Kim Jong Un, thì chuyện gì xảy ra với thế giới? Thế giới hôm nay đang theo dõi sát về chuyến đi của Kim Jong Un đến gặp Putin và nhiều tin tiến khác. Nhưng đặc biệt nhất đó là Putin phải gánh thêm một gánh nặng, đó là đất nước Belarus. Thì bây giờ Tổng thống Lukashenko, ông Belarus, ông mới thấy được là cái hậu quả của đất nước ông tiếp tay với Nga. Đây là lệnh trừng phạt đầu tiên từ Hoa Kỳ và Liên minh châu Âu sẽ bắt đầu có bổ sung thêm, và ông Lukashenko cũng có thể bị tòa án trọng tài quốc tế ICC có thể kết tội ông cùng lợi với Putin trong những ngày sắp tới, và có thể ra lệnh bắt ông. Và tình hình này dây cánh của Nga, nếu như ông Lukashenko bị lệnh tòa án truy nã, kính thưa bạn, là đồng nghĩa
là giới Putin, tức là khối đồng minh của Nga sẽ bỏ chạy mất dép. Điều đó là chắc chắn. Tức là khi họ bị lệnh truy nã, Putin thì chưa ai bắt được vì Putin ở trong nước. Nhưng riêng về ông Lukashenko, nếu như lệnh tòa án truy nã, ông đến bất cứ một quốc gia nào ngoại trừ đất nước của ông và sẽ bị bắt. Thậm chí có thể trong đất nước của ông trở thành một cuộc nội chiến diễn ra khi người dân của Belarus đang đói khổ vì nền kinh tế của đất nước Belarus bị lệ thuộc hoàn toàn ở châu Âu nhờ vào những con đường ở cặp biên giới, chẳng hạn như ba quốc gia ở vùng Baltic và Ba Lan. Vì vậy, nói đến việc mà cấm cửa hoàn toàn, Belarus xem như chết đứng, nhờ giả vào Nga. Nga có đủ sức để lo cho hàng trăm triệu dân của Belarus hay không? Đó là vấn đề đang đề ra với tình hình hiện tại về đất nước Belarus, cũng như chuyến đi của Kim Jong Un. Thì Putin hiện tại, theo lời của ông Batko, đã thông báo cho biết nói chuyến đi của Kim Jong Un đến đất nước Nga là một chuyến tham quan, một tiếng học hỏi hoàn toàn giữa hai bên, không có ký kết ở bất cứ một điều kiện nào, cũng như không ký kết một văn bản nào về thương mại, kinh tế lẫn cả vũ khí vân vân. Thì đó là phía Nga đã tuyên bố thôi, không ai biết được ở bên trong. Nhưng cuộc họp mật giữa Putin và Kim Jong Un kéo dài thời gian 4 giờ đồng hồ ở trong phòng kín. Thì cuộc họp này, chuyện gì xảy ra ở trong đó cũng không ai biết được. Nhưng tình thế hiện nay, kính thưa bạn, nói đến đất nước Nga đang rơi vào ở trong cái tình trạng khó khăn về kinh tế luôn cả mặt quân sự. Theo nhiều nguồn tin tức rằng Nga đang đổi lấy không gian, chớp lấy cái kho vũ khí của Bắc Triều Tiên. Đó là giờ trao đổi công nghệ không gian. Bắc Triều Tiên thì muốn chạy đua một cuộc công nghệ không gian và tìm hiểu rộng lớn hơn với sự trao đổi kho vũ khí cũ của Bắc Triều Tiên, mà Bắc Triều Tiên hiện tại đang gia công để sản xuất vũ khí là chất lượng cũng như luôn cả vũ khí vượt trội hơn so với thời gian trước kia. Trước kia làm một ngày 8 tiếng, 10 tiếng, bây giờ có thể 24 giờ trên 24 trong chuyến đi của Kim Jong Un này. Theo nhiều tin tức đang bàn luận xôn xao về chuyến đi của Kim Jong Un, thì bây giờ Kim Jong Un vẫn còn nơi đây và chuẩn bị sẽ tham quan nhiều khu vực nữa. Chúng ta hãy chờ xem những ngày sắp tới. Theo các thế giới ở các quốc gia đang bình luận xôn xao về chuyến đi của Kim Jong Un, còn lại Putin. Putin nhấn mạnh một điều, nói việc đàm phán với Ukraine hiện nay là Putin luôn nhắc đến vấn đề đổ lỗi cho Hoa Kỳ và Liên minh NATO đã viện trợ vũ khí cho Ukraine. Và cuộc chiến này không chấm dứt, không phải lỗi của Nga, mà là lỗi của Hoa Kỳ và NATO. Lý do Tổng thống Zelensky, ông không muốn đàm phán vì ông có vũ khí trong tay và sẵn sàng đương đầu lợi giới quân đội của Nga. Vì vậy, nói việc đàm phán không phải lỗi của ông, và đất nước Nga lúc nào cũng muốn đàm phán. Với mấy ngày hôm nay, từ phát ngôn nhân của Nga, ông Peskov, và Lagos luôn cả Putin đã nhiều lần lên tiếng về việc đàm phán. Nhưng cái kiểu cách đàm phán của Nga là từ lời của Putin đã tuyên bố rằng là việc đàm phán là Nga quan trọng nhất hiện nay, đó là bốn tỉnh lỵ dùng đệm của Nga là chiến lược Nga không thể mất. Thì nói vậy có đàm phán làm cô khỉ khô gì, kính thưa bạn, đè đục với nhau thì tốt hơn mất thời giờ. Qua những gì mà lời của ông Putin đã tuyên bố, bằng chứng cụ thể là Nga đã xâm lăng vào lãnh thổ đất nước Ukraine, dàn dựng lên để bỏ phiếu trưng cầu dân ý, sáp nhập bốn tỉnh lỵ và cả đảo Crimea vào lãnh thổ của đất nước Nga, thì rõ ràng là một cuộc xâm lăng. Nhưng Putin không chịu, nó không, cái chuyện này không phải chuyện của tao xâm lăng đâu, mà do người dân của mày, người dân ở bốn tỉnh lỵ muốn sáp nhập vào Nga. Vì vậy là cuộc chiến vẫn tiếp tục kéo dài, và thời gian của nó bao giờ chấm dứt? Bây giờ đã là 19 tháng, kính thưa bạn, là một cuộc chiến đang kéo dài 19 tháng.
ấn tượng hiện nay và bước sang năm 2024 sắp đến. Và chúng ta thấy là cuộc chiến vẫn còn tiếp tục. Hiện tại với châu Âu và lẫn cả Hoa Kỳ, qua lời của Tổng thống Biden, ông đã tuyên bố là Hoa Kỳ luôn sát cánh với nhân dân Ukraine và quân đội Ukraine, sẵn sàng hỗ trợ vũ khí cho Ukraine ở mức tối đa với một cuộc chạy đua về chiến thuật quân sự. Ukraine thì không để mất, NATO và Hoa Kỳ cũng không để mất Ukraine. Vì vậy, cuộc chiến này đang giằng co quyết liệt và dẫn đến một cuộc chiến có thể khó diễn tả trong những ngày sắp tới. Đó là tin tức đặc biệt về Nga hôm nay đã tuyên bố. Thì nhìn qua chiến sự 19 tháng này, kính thưa bạn, là Nga vào buổi ban đầu, Nga đã chiến thắng. Lúc đó quân đội Ukraine chưa chuẩn bị được, cũng như không có quân đội vào thời điểm Nga tấn công toàn diện vào lãnh thổ của Ukraine. Thì Ukraine chỉ có mấy chục ngàn quân thôi, có bốn mấy, 50 ngàn quân. Mà cả một quốc gia khổng lồ có mấy chục ngàn quân, vũ khí lại không có, vũ khí cũ kỹ xa xưa, thậm chí phải gom đồ từ ở trong trưng bày triển lãm mang ra để sử dụng. Đủ loại vũ khí, các bạn thấy những cái loại trung liên kêu là luộc nước, các bạn bắn phải đổ nước vô chứ không có nóng, đạn rớt trước nằm. Quân đội Ukraine cũng phải sử dụng. Đến khi NATO và Hoa Kỳ bắt đầu viện trợ hỏa tiễn chống tăng trung liên, đại liên, đạn nhọn, và dẫn đến đó là hỏa tiễn HIMARS, xe tăng đủ loại, bây giờ là đến máy bay F-16, thì những loại vũ khí này tức là làm cho Nga giật con mắt. Theo nguồn tin tức mới nhất hôm nay, là một tướng lãnh cho rằng thân cận giữa quân Wagner thì đã bị cắt chức, nhưng đột nhiên hôm nay ông Shirovikin, ông xuất hiện ở tại Algeria, là quân Wagner hiện đang tìm đường để sống. Vì quân Wagner một số tình nguyện cho bộ quốc phòng của Nga ký kết về cuộc chiến, một số chạy sang Belarus, thì Belarus bây giờ đã dọn trại hoàn toàn và không biết có còn ở đó bao nhiêu, còn một số đang dạy chạy về châu Phi, chạy về Trung Đông. Rồi sự xuất hiện của tướng lãnh ông Shuvkin đến ở Algeria, ông đến đây để làm gì? Có phải là đến đây để tìm nguồn lực vũ khí hay không, khi Nga tuyên bố là không cung cấp vũ khí cho quân Wagner? Vì vậy có lẽ tướng lãnh này đang nhận nhiệm vụ mới và chạy đến đây. Đó là tin tức về tướng lãnh hiện đang xuất hiện ở tại quốc gia Algeria, kính thưa bạn. Thì chúng ta cũng quay trở lại tin tức về tình hình ở tại châu Âu. Diễn biến mới, châu Âu đang chuẩn bị cuộc họp để lệnh trừng phạt vào đất nước Nga và Belarus tiếp tục. Thì ngay bây giờ, từ Hoa Kỳ và lẫn cả Liên minh NATO, châu Âu đang lên án Belarus và kêu gọi các quốc gia hãy gửi đơn lên tòa trọng tài ICC và kết án tổng thống Belarus liệt kê vào danh sách tội diệt chủng, chiến tranh, giết người dân ở đất nước Ukraine và nhiều tình tiết khác. Vì Belarus đã cho Nga mượn đất đưa máy bay tấn công vào lãnh thổ của đất nước Ukraine. Tình hình biên giới càng lúc càng đang căng thẳng hiện tại giữa Ba Lan và Belarus. Bên cạnh đó, máy bay không người lái bay lọt vào ở trong lãnh thổ của Liên minh NATO, đặc biệt nhất đó là đất nước Romania. Và nhiều ngày qua mà quân đội của Romania đã tìm thấy được những chiếc máy bay không người lái đã bị rơi, có lẽ bay đường xa quá và đến đó không đủ nhiên liệu để quay trở về, kính thưa bạn. Vì vậy cuối cùng bị rớt. Thì bây giờ chính phủ của Romania đang mổ xẻ và thảo luận về tình hình này. Theo lời tổng thống của Romania, ông tuyên bố, ông nói nếu tình trạng tiếp tục xảy ra, bắt buộc chúng tôi phải kích hoạt hiến pháp năm. Hiến pháp năm tức là một hiến pháp mà bảo vệ đồng minh và dẫn đến cuộc chiến tranh toàn diện. Đó là về Romania. Còn lại Ba Lan thì giữa biên giới Ba Lan và Belarus nắm như cái chảo lửa, quân đội ùn kéo đến và gian trận nơi đây. Và nếu như một lệnh áp lệnh trừng phạt mà châu Âu cũng như cả Hoa Kỳ và đồng minh của Hoa Kỳ gửi đơn lên
tòa án trọng tài ICC kết tội ông Lukashenko xem như xong phim, kính thưa bạn. Vấn đề này đang tranh cãi và cũng như giữa Belarus và châu Âu đang đi đến là ở mức tột đỉnh căng thẳng. Và số phận của ông Lukashenko sẽ vấp phải tội gì và ông có dính líu điều kiện đó hay không? Lẽ ra thì châu Âu muốn im dịu, nhưng ông Lukashenko ông muốn làm lớn chuyện và dẫn đến cục diện này, cũng như đây là một lời cảnh cáo, một hồi chuông cảnh báo cho những quốc gia thân với Nga, trong đó có Việt Nam, làm ăn với Nga thì sẽ nhận một kết hậu quả rất là thê thảm như Belarus ngày hôm nay. Đó là tin tức đang đặc biệt về tình hình ở cục diện châu Âu, kính thưa bạn. Và nhiều quốc gia khác, đặc biệt nhất là Thụy Điển, đã huấn luyện xong cho phi công của Ukraine đã hoàn tất và lái loại máy bay chiến đấu do Thụy Điển sản xuất, một trong những máy bay huấn luyện giờ chiến đấu, nhưng nó tương đương là với F-16. Theo tin tức từ Thụy Điển đã cho biết thì huấn luyện xong, đã cấp bằng xong nhưng chưa có máy bay. Tức là Thụy Điển đang chờ đợi từ Hoa Kỳ. Nếu như Hoa Kỳ, Đan Mạch, Na Uy, Hà Lan, 3-4 quốc gia này cung cấp máy bay F-16 cho Ukraine, thì lúc đó Thụy Điển sẽ bắt đầu nối nhịp theo sau, vì Thụy Điển hiện tại chưa phải là quốc gia nằm ở trong Liên minh NATO, kính thưa bạn, chưa được vào thành viên của Liên minh NATO. Vì vậy Thụy Điển đang chần chờ, và khi có thì Thụy Điển bắt đầu sẽ mở màn cung cấp máy bay F-16 cho Ukraine từ đây cho đến Noel sắp tới. Thì cuối năm tin tưởng rằng Ukraine sẽ có máy bay F-16. Theo giới chức quốc phòng của Ukraine hôm nay đã công bố là đã nhận đầu tiên 10 chiếc xe Abrams của Hoa Kỳ, và loại xe tăng chủ lực một này cho Ukraine là một bước đột tiến mới, cũng như tất cả các gói vũ khí 620 triệu đô la đã đến kịp tay với Ukraine trong thời điểm này để lực lượng quân đội Ukraine phản công. Thì qua cuộc họp quốc phòng giữa Ukraine và Liên minh NATO đề cập đến vấn đề chiến sự cũng như kế hoạch hành quân và tấn công, thì theo những tin tức tiết lộ từ Liên minh NATO đã cho biết, nói tôi tin tưởng rằng Ukraine đạt được thành công trong những ngày sắp tới, mà khi có được hỏa lực, có được vũ lực, với chiến thực Ukraine đã thay đổi ngày hôm nay, đặc biệt nhất loại xe tăng của Hoa Kỳ cũng tương tự giống như Leopard, có hệ thống ống nghịch ban đêm và trận chiến sẽ sử dụng vào ban đêm. Ban đêm tức là tất cả những loại xe tăng chủ lực này có thể là một bước đột phá mà đối phương không thể nhận dạng được là xe tăng nào là của Hoa Kỳ, của Đức hay của châu Âu hỗ trợ. Cứ nghĩ đó là xe tăng của Ukraine, loại T-72, T-62 hay là T-80, kính thưa bạn. Vì vậy là đối phương không nhận dạng được loại xe tăng kiểu nào và không trọng tâm để tìm kiếm loại xe tăng tối tân của phương Tây hỗ trợ. Kế hoạch đó Ukraine đã đạt được thành công nhiều bước tiến và chọc thủng tuyến phòng thủ của Nga nhiều mục tiêu, đặc biệt nhất là miền Đông. Hôm nay mà Ukraine đã đạt được thành công như ở Avdiivka. Cửa ngõ của Avdiivka là cửa ngõ đi thẳng đến ở tỉnh Donetsk, và NATO và Hoa Kỳ tiếp tục hỗ trợ vũ khí cho Ukraine qua những gì các báo chí bình luận, cũng như luôn cả lời của Tổng thư ký Liên minh NATO. Ông cũng nhấn mạnh thêm việc hỗ trợ cho Ukraine thì Liên minh NATO sẵn sàng hỗ trợ cho Ukraine nhiều mặt và nhiều phương tiện vũ khí hôm nay. Đó là tin tức đặc biệt về châu Âu, kính thưa bạn. Thì chúng ta cũng quay trở lại tin tức ở tại Tàu Cộng. Diễn biến mới Tàu Cộng có nhiều tin tức đang sôi nổi, đặc biệt như những gì Vũ Anh có thưa cùng với tất cả các bạn. Ở một cuộc thanh trừng nội bộ, một cuộc ấu đả ở Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Tàu Cộng, đặc biệt đó là Trung Nam Hải. Thì hôm nay nhiều nguồn tin tức đã tung tin tràn lan
là Bộ trưởng Bộ Phòng của Tàu Cộng, ông Lý Thượng Phúc đã ngã ngựa. Và ngã ngựa không, một mình ông không nói, ông còn kéo thêm 8 nhân vật đặc biệt, trong đó có 4 tướng lãnh và nhiều nhân vật ở cấp đảng, cấp ủy, dân dân. Kính thưa bạn, thì nói đến việc mà giữa ông Dương Nghị và Lý Thượng Phúc đang cãi giả vừa qua, thì Duy Anh có thưa cùng với tất cả các bạn, nói hai người phải có một ra đi, không thể hai người còn tồn tại mà phải có một người ra đi. Thì bây giờ tin chính thức là Lý Thượng Phúc đã bị cách chức, và có bị giam hay không điều này chưa biết, nhưng nguồn tin tức đầu tiên đó là đã bị cách chức, và kéo thêm 8 nhân vật khác, trong đó có 6 tướng. Thì qua nguồn tin tức từ Tàu Cộng về Tập Cận Bình đã đốt lò, cũng như nói đến việc mà thanh trừng nội bộ, Lý Thượng Phúc đã vấp phải tội hối lộ về vũ khí, và các khối vũ khí mua thương vị phương tiện về chiến tranh của Tàu Cộng, Lý Thượng Phúc đã chôm ra đây con số tiền khổng lồ, lên tới nghe nguồn tin tức cho rằng gần 2 triệu đô la, và còn lại những nhân vật khác ăn chia lẫn nhau. Vì vậy Lý Thượng Phúc đã ngã ngựa, đó là nói đến riêng về Lý Thượng Phúc. Còn lại là Dương Nghị phải làm bản kiểm điểm cá nhân, kính thưa bạn, cũng như trình bày về sự vụ giữa Dương Nghị và Lý Thượng Phúc, hay Tần Cương có dính líu hay không. Thì vừa qua nói manh mối bắt đầu từ ở Tần Cương, mà hiện tại ngay bây giờ Tập Cận Bình không dám tin tưởng vào tướng lãnh của Đảng Cộng sản Tàu Cộng, toàn là tướng hối lộ không à, y hệt Việt Nam thôi, vì nó thuộc ông nội của Việt Nam, Việt Nam chỉ là cháu chích thôi, kính thưa bạn, chỉ là cháu chích thôi. Vì vậy diễn cảnh mới ở tại đất nước Tàu Cộng, trong nội bộ đang rung chuyển hôm nay, khi Bộ trưởng Bộ phòng Tàu Cộng Lý Thượng Phúc đã bị cắt chức, mà thế giới đang theo dõi sát tình hình hiện tại về Lý Thượng Phúc, cũng như trong nội bộ của Đảng Cộng sản Tàu Cộng đang diễn biến mới hôm nay. Thì tình hình cho thấy, theo các báo chí bình luận đặc biệt nhất đó là bài báo Epoch Times, nói đến việc Tập Cận Bình đã bị trưởng lão Tam Túi cách ở nhà ngọ, khiển trách Tập Cận Bình là Tập Cận Bình đốt lò, Tập Cận Bình không dám làm mạnh tay, và để cho các tướng lãnh tự tung tự tác và lập bè lập đảng, bè phái. Vì vậy Tập Cận Bình không dám ra lệnh để tấn công vào đảo quốc Đài Loan. Tập Cận Bình không tin tưởng vào tướng lãnh, và tướng lãnh có thể quay đầu lại chém Tập Cận Bình bất cứ giờ phút nào. Vì vậy Tập Cận Bình lo sợ và không dám ra lệnh. Trách nhiệm hiện nay đó là Dương Hổ Ninh. Dương Hổ Ninh là chủ tịch nước. Dương Hổ Ninh đã ra kế hoạch tấn công vào đảo quốc Đài Loan. Thì bây giờ cuộc tập trận của Tàu Cộng đang tiếp tục răn đe Đài Loan và đưa tàu sân bay Sơn Đông của Tàu Cộng ra khơi tiếp tục, và nhiều chi tiết khác nói đến việc Tàu Cộng đang đe dọa. Một mặt khác, Tập Cận Bình lại đang tức tối với Kim Trung Un, lo sợ rằng Kim Trung Un sẽ chạy theo Nga, tức là Tàu Cộng sẽ không có quyền lợi gì với Bắc Triều Tiên. Kim Trung Un không nghe lời Tập Cận Bình, và dẫn đến là đất nước Trung Quốc sẽ bị thất bại, từ Hoa Kỳ trừng phạt, và luôn cả nhiều chi tiết khác nói đến việc Tàu Cộng và Bắc Triều Tiên. Thì các bạn thấy nhiều lần vừa qua, giới ngoại giao của Hoa Kỳ, Bắc Triều Tiên bắn tên lửa và đe dọa đến Nam Hàn, Nhật Bản và luôn cả Hoa Kỳ. Thì giới ngoại giao của Hoa Kỳ thường lên tiếng kêu gọi Tập Cận Bình hãy kiềm chế và kêu gọi Bắc Triều Tiên hãy chấm dứt ngay hành động này. Chỉ có Tập Cận Bình mới có thể giải quyết được vấn đề này. Nhưng bây giờ nhìn rõ Kim Trung Un đã mời Putin và quay mặt với đất nước Tàu Cộng. Vì vậy là đất nước Trung Quốc sẽ bị thất thoát rất nhiều, đặc biệt nhất là với địa chính trị về mặt ngoại giao giữa hai bên. Bây giờ
từ Hoa Kỳ lẫn cả Liên minh NATO với Tàu Cộng giống như nước dưới lửa, và càng ngày càng căng thẳng nhiều hơn nữa, và không thể đi đến ngồi lại cuộc đàm phán, sắp xếp bất cứ một điều kiện nào. Dần dần, nói đến việc Bắc Triều Tiên đang xích lần lại Nga, đây là một cuộc chiến mới nhất, và Tập Cận Bình có lên xu hướng để đi cùng một xuồng với Nga và Bắc Triều Tiên hay không? Theo tin tức từ bài báo Epoch Times cho biết, Putin hiện nay đang tìm dây cánh, đó là đặc biệt Bắc Triều Tiên. Kim Jong-un điếc không sợ súng, cỡ nào cũng chơi hết. Thì Tập Cận Bình muốn làm bất cứ một cái gì, bắt buộc phải lệ thuộc vào Kim Jong-un. Theo kiểu cách ngày hôm nay mà Kim Jong-un đã trở thành một hoàng tử mới mẻ mà các quốc gia đang đặt trọng tâm, từ Hoa Kỳ và lẫn cả Liên minh NATO, cả Nga bây giờ cũng coi trọng Bắc Triều Tiên. Với trước kia thì phải nói với cái mặt của Kim Jong-un giờ mập giờ lùng giống như con heo nái, thì không thể đi đến đâu không ai đón tiếp. Nhưng bây giờ thì khác, thời cuộc đã thay đổi, Bắc Triều Tiên đã lột xác, và Nga, Putin cũng phải nể mặt 8 phần. Vì vậy, chiến lược này bắt buộc Tập Cận Bình phải đi theo trục này. Nếu như Tập Cận Bình không theo Bắc Triều Tiên, không theo Nga, thì kết cục của Trung Quốc rất là thê thảm. Theo các báo chí bình luận về cục diện chính trị đang nổi bật mới, và cuối cùng của nó thì bây giờ đã trở thành một cục diện là thế giới mới, một trục giữa chánh và tà sẽ quyết chiến với nhau ở Thái Bình Dương. Theo tin tức này thì Du Danh cảm thấy là nó không có gì hơn các bạn, cảm thấy nó xui lắm, nó không có hơn. Nhưng không biết những ngày sắp tới là sao, hãy chờ đến cái tháng 10 tới đây khi Tập Cận Bình đến Bắc Kinh, lúc đó chúng ta mới biết được gì giữa chuyến đi của Kim Jong Un đến gặp Putin thì hai bên không có ký kết một cái gì. Theo lời phát ngôn nhân của Điện Kremlin, ông Peskov đã công bố. Vì vậy là tình hình hiện tại đang phức tạp, phải nói là càng phức tạp, khó hiểu được giữa Nga và Bắc Triều Tiên hôm nay. Kim Jong Un cũng mời luôn cả Tổng thống Lukashenko đến thăm Bắc Triều Tiên. Thì chuyến này nghĩa rằng hai thằng đi một chồi được một xuồng, một là Putin, hai là ông Lukashenko. Nói bây giờ tao chắc cũng hết đi tới đâu được rồi, chỉ còn lại Bắc Triều Tiên. Thôi mày tới Bắc Triều Tiên với tao đi, ăn kim chi cho nó vui các bạn. Đó là tin tức về Tàu Cộng. Đặc biệt nhất đó là Lý Thường Phúc đã bị ngã ngựa và kéo theo 8 người sau, và luôn cả tình hình đất nước Tàu Cộng. Điều đặc biệt thêm là phát ngôn nhân của Đảng Cộng sản Tàu Cộng, bà Mao Ninh hôm nay đã tuyên bố cho biết là Trung Quốc sẽ cấm vận hai công ty cung cấp vũ khí cho Đài Loan, hai công ty nổi tiếng về sản xuất vũ khí, luôn cả máy bay. Kính thưa bạn, thì không biết Tàu Cộng có nằm mơ hay không, tự nhiên cái cấm vận hai công ty này, vì người ta không có làm ăn gì với Tàu Cộng, người ta không có chơi chung với Tàu Cộng, tự nhiên cấm vận người ta. Cấm vận cấm cái gì? Cái chuyện này nó hơi bị kỳ chút xíu, hay đầu óc nó không lú lẫn, nó không minh mẫn là sao, kính thưa bạn. Đặc biệt nhất là với những công ty vũ khí tối tân của Hoa Kỳ thì không bao giờ chơi chung với Tàu Cộng và Nga. Vì vậy luôn cả những quốc gia khác, thậm chí bán vũ khí cũng dòm trước dòm sau, do coi dò cẳng của nó, nó có thẹo có dứt gì hay không, nó có chơi chung với mấy thằng này hay không, bán cho nó, giao cho nó ăn cắp công nghệ. Vì vậy người ta chỉ đặc biệt cho đồng minh của Hoa Kỳ, nhưng mà lại cấm vận, cấm cái này không biết cấm gì, không biết chuyện bằng thừa. Thì bây giờ nói gì vậy? Nói cho nó vui thôi, nếu không thì mắc cỡ, hơi bị nhục. Rồi cuối cùng Đảng Cộng sản Tàu Cộng tuyên bố cấm vận hai công ty vũ khí lớn nhất của Hoa Kỳ cung cấp vũ khí cho Đài Loan. Đó là tình hình ở Tàu Cộng cũng như Biển Đông hôm nay, kính thưa bạn. Thì chúng ta cũng quay trở lại tin tức Việt Nam của chúng ta, nói đến chuyến đi của Phạm Minh Chính đến ở tại Tàu Cộng khi máy bay hạ cánh xuống Bắc Kinh. Thì phải nói là trải thảm đỏ hoành tráng, và luôn cả một đoàn người nam nữ mặc áo đủ sắc tộc ca hát nhảy múa với cái bản nhạc Núi Liền Núi Sông Liền Sông,
đón tiếp Phạm Minh Chính một cách ở gần là hoành tráng ở Bắc Kinh. Kính thưa bạn, chuyến này Tổng thống Biden về, không biết ông nghĩ sao? Khi ông đến Việt Nam thì thảm đỏ không có, thảm đen thì cũng không, kính thưa bạn. Nhưng Tàu Cộng đón tiếp Phạm Minh Chính một cách hoành tráng. Tức là ý nghĩa Tàu Cộng muốn nói gì? Việt Nam vẫn luôn ở Tàu Cộng. Vì vậy mới hát các bản nhạc núi liền núi, sông liền sông, vũ múa đánh trống ở trong đoạn video báo Tuổi Trẻ đã đăng tin. Thì dưới danh nhìn thấy phải nói là cái việc Tàu Cộng đang trưng bày ngày hôm nay với cái hình ảnh mà Phạm Minh Chính đến với Tàu Cộng, cái cuộc đón tiếp còn hơn cả Humanet. Đó là thật sự Humanet thì chỉ đến đón tiếp trại thảm đỏ ở trong cái cuộc hậu trường và từ máy bay vân vân, nhưng không có kiểu cách giống như Phạm Minh Chính rùm rang hôm nay. Phạm Minh Chính đang trở về đất mẹ, vì Phạm Minh Chính đã từng trước kia đã từng tuyên bố rằng nếu mà chết được ở tại đất nước Tàu Cộng thì rất là tốt. Tôi đến đất nước Trung Quốc giống như quê mẹ của mình, mà chả khổ cái chả không chịu ở đó, chả ở đó thì tốt cho mình quá để kính thưa bạn. Nhưng ngược lại lại không. Thì chuyến đi của Phạm Minh Chính chầu Tập Cận Bình, đây là chầu rõ ràng để xin phép Tập Cận Bình sang Hoa Kỳ trong vài ngày tới và hội kiến cùng với Tổng thống Biden, chỉ ký kết nhiều mục tiêu từ quân sự lẫn cả chính trị. Thì Việt Nam đạt được tình hình gì? Hiện nay Việt Nam đang đu dây, đu dây với Hoa Kỳ, Nga và lẫn cả Tàu Cộng. Nhưng chuyến này Du Danh nhìn thấy khi lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ với Belarus, Việt Nam khó có thể đu được rồi. Nếu không thì té què giò sức cẳng với Phạm Minh Chính và luôn cả Trọng Lú với tình hình hiện tại này. Lại cộng thêm ở tại đất nước Việt Nam, nói đến là đội dư luận viên bò đỏ, đặc biệt nhất là với cán bộ lão thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, từ cấp tướng cấp tá đủ loại lên tố cáo Trọng Lú đang rước giặc về nhà, rước đế quốc Mỹ về Việt Nam qua chuyến công du của Tổng thống Biden. Kính thưa bạn, thì tình hình hiện tại đang sôi nổi hơn với dư luận viên hiện nay đang tố cáo Trọng Lú. Bây giờ chân ngon nội bộ bắt đầu đang kình với nhau, đặc biệt nhất là với dư luận viên bò đỏ và những người đã về hưu, từ tướng tá cho đến cán bộ lão thành hiện nay là thẳng thừ lên tiếng là Trọng Lú rước giặc về nhà, rước đế quốc Mỹ về Việt Nam. Nhưng chính sách Việt Nam bây giờ, Trọng Lú không làm cách này thì làm cách nào? Tứ bề đang thọ địch, sức ép từ Hoa Kỳ, châu Âu, Tàu Cộng và Nga. Giữa Tàu Cộng và Nga, Việt Nam chỉ làm sản xuất tiền bạc để trả nợ vũ khí, trả nợ mỗi mặt với Tàu Cộng và Nga, như gói vũ khí 8 tỷ đô la. Mà những tin đồn đó này, Việt Nam mua của Nga. Thì nói việc mà bây giờ Việt Nam mua vũ khí của Nga, kính thưa bạn, Nga không đủ để sản xuất cho chiến trường, lấy đâu bán cho Nga. Nhưng mượn cái cớ, có thể đây là cái khoản tiền trả nợ cho Nga trong tương lai sắp tới. Và bây giờ thì Trọng Lú đang ở trên vấn đề khó khăn. Mà Trọng Lú có chơi chính sách là diệt tận gốc hay không? Chẳng hạn giống như ông Lê Đình Kình, dù rằng hiện tại chưa nói đến với đám dư luận viên ở cán bộ lão thành này, nhưng tương lai sắp tới nếu như đám này quậy càng lúc càng nhiều, bắt buộc Tô Lâm phải chỉ thị dét sạch đám này để giữ tai tiếng với tình thế ngày hôm nay khi đất nước đang lâm nguy, mà nỗi thù ở bên trong càng lúc càng bùng nổ qua chính sách đốt lò của Trọng Lũ. Lại cộng thêm về vấn đề 6 tỉnh miền Tây, người dân tộc không có chưa gom, lại càng lúc càng bành trướng đứng lên đòi độc lập ở 6 tỉnh miền Tây này. Thì lực lượng công an ở Trà Vinh, ở Sóc Trăng, Bạc Liêu và nhiều tỉnh thành khác hôm nay nói là vô đồn công an, xong là chết, kính thưa bạn. Công an báo cáo là tự tử ở trong đồn công an. Mà Diêu Vinh có thưa cùng với tất cả các bạn vừa qua,
Thì bây giờ với đám đầu dư luyện viên này là vấn đề phiền phức cho Trọng Lũ. Bắt buộc Trọng Lũ chỉ thị cho Tô Lâm phải dọn sạch mấy dân vật này là điếc không sợ súng, vẫn còn tôn thờ cái chủ nghĩa cộng sản, cái chủ nghĩa tồi bại, cái chủ nghĩa tàn ác với người dân Việt Nam của chúng ta. Nhưng họ không thấy, tại vì họ có quyền lợi, bắt buộc họ phải làm nhiều hơn nữa. Họ khuấy động phong trào tố cáo Trọng Lũ đã theo giặc đế quốc Mỹ mang giặc về để tiếp tục tàn sát trên đất nước Việt Nam, qua lời các báo chí, tuổi trẻ và cả báo đảng. Báo đảng hôm nay kêu gọi với cán bộ lão thành và các tướng lãnh về hưu, hãy chấm dứt ngay hành động bôi nhọ với tổng bí thư. Và hành động đó là một hành động không thân thiện, kính thưa bạn. Đó là theo lời báo đảng đã đăng tin và nhiều tình tiết khác. Thì chúng ta hãy chờ đợi đám dư luận viên bò đỏ này còn tồn tại được bao lâu, và đất nước Việt Nam sẽ thay đổi như thế nào, diễn biến mới của nó từ đây cho đến cuối năm của năm 2024 đang diễn ra. Dân thì vô danh hôm nay có bao nhiêu cái tâm tình chia sẻ cùng với tất cả các bạn thân thương của vô danh. Vô danh xin kính chúc sức khỏe các bạn khỏe mạnh. Hẹn gặp nhau tại Sài Gòn. Đưa lên anh em ơi, sưởi ấm ngàn mảnh đời. Đốt lửa lên anh em ơi, lửa cháy vong hồn tôi. Đốt lửa lên anh em ơi, trăm đêm dài tăm tối. Đốt lửa lên anh em ơi, có loài hoa tinh khôi. Có loài hoa trong tiếng thép vang trời, có loài hoa tuyệt vời làm rung chuyển thế giới, loài hoa hương sắc mới đang nở rộ nơi nơi. Hoa nở trong biển lửa, hoa thét gào trong mưa, hoa khơi nguồn chân lý, hoa thúc dậy mà đi. Đốt lửa lên anh em ơi, lửa hồn thiêng nước biển. Đốt lửa lên anh em ơi, lửa pha tung xích xiềng. Đốt lửa lên anh em ơi, lửa nhóm khắp quê nhà. Đốt lửa lên anh em ơi, lửa thúc giục hồn ta. Đốt lửa lên anh em ơi, sưởi ấm ngàn mảnh đời. Đốt lửa lên anh em ơi, lửa cháy vong hồn tôi. Đốt lửa lên anh em ơi, trong đêm dài tăm tối. Đốt lửa lên anh em ơi, có loài hoa tinh khôi. Có loài hoa trong tiếng thét vang trời, có loài hoa tuyệt làm rung chuyển thế giới, loài hoa hương sắc mới đang nở rộ nơi nơi. Hoa nở trong biển lửa, hoa thét gào trong mưa, hoa khơi nguồn chân lý, hoa thúc dậy mà đi. Đốt lửa lên anh em ơi, lửa hồn thiêng nước Việt. Đốt lửa lên anh em ơi, lửa pha tung xích xiềng. Đốt lửa lên anh em ơi, lửa nhóm khắp quê nhà. Đốt lửa lên anh em ơi, lửa thúc giục hồn ta. Đốt lửa lên anh em ơi, đốt lửa lên.